người Mỹ dự tính chi 1,8 tỷ đô la Mỹ cá độ trong kỳ World Cup 2022. Theo CNBC, kể từ khi tòa án tối cao Mỹ quyết định chấm dứt lệnh cấm cá cược thể thao vào năm 2018, ngày càng nhiều bang cũng hợp pháp hóa hoạt động này. Giải đấu World Cup 2022 sẽ là thời điểm những chở đỏ đen bùng nổ mạnh mẽ hơn trên phạm vi toàn nước Mỹ. Ước tính có khoảng 132 triệu người Mỹ đang sống ở các bang cho phép cá cược thể thao. Con số này trong kỳ World Cup 2018 chỉ dừng lại ở mức 10 triệu người. Theo Hiệp hội trò chơi Mỹ, 20,5 triệu người tại quốc gia này dự định đặt cược 1,8 tỷ đô la Mỹ vào các trận cá độ trong khuôn khổ kỳ World Cup năm nay. 78% người được khảo sát trả lời rằng việc hợp pháp hóa cá độ thể thao là điều quan trọng. Tuy nhiên, Hiệp hội trò chơi Mỹ cũng khuyến khích những người tham gia luôn đặt vấn đề an toàn tài chính lên hàng đầu. Việc hợp pháp hóa cá độ thể thao đồng nghĩa với việc người tham gia những trò đỏ đen không gặp phải rắc rối về mặt pháp luật. Tuy nhiên, điều đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khác khi người đặt cược có thể dễ dàng sa vào những tệ nạn nguy hiểm hơn.